Hôm nay thì các bạn sẽ đi tìm hiểu cái bài đầu tiên của cái khóa học Photoshop 2025 dành cho người chưa biết gì. Ở trong bài đầu này thì các bạn sẽ được tìm hiểu về giao diện khởi động nhá, giao diện khởi động của phần mềm Photoshop phiên bản 2025. Thế thì trước khi học này các bạn sẽ cần phải lưu ý này. Thứ nhất là với các bạn chưa cài được phần mềm thì các bạn sẽ liên hệ với mình qua Zalo nhá. Mình sẽ tư vấn cho các bạn cách cài phần mềm Photoshop phù hợp với cấu hình máy tính của các bạn. Kẻ thứ hai là gì? Trong khoa học này ấy, mình sẽ quay ở trên cái phiên bản 2025. Còn với các bạn đang dùng các cái phiên bản thấp hơn thì các bạn cũng hoàn toàn gì đấy? Hoàn toàn có thể áp dụng các cái kiến thức này được nhá. Các bạn dùng Photoshop từ 2019 trở lên là các bạn có thể áp dụng được kiến thức ở trong cái khoa học này. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đi tìm hiểu về giao diện khởi động này. Khởi động nhá, đầu tiên là khởi động này. Giao diện khởi động của Photoshop 2025 thì bây giờ mình sẽ mở lên nhá đây đây sẽ là gì đây giao diện khởi động của phần mềm photoshop phiên bản mới nhất này thế thì uh, khi các bạn mở lên nhá các bạn sẽ để ý giúp mình ba cái phần ở trong cái giao diện khởi động này đầu tiên này là phần new file thứ hai là phần open và thứ ba là phần Recon như vậy trong này có ba phần mà các bạn cần phải để ý này thứ nhất là new file Thứ hai là open và thứ ba là recon. Đó. Thì uh, ban đầu nhá của các bạn có thể nó chưa có cái phần recon giống của mình, nhưng mà chắc chắn các bạn nó sẽ có một cái phần tên là phần new file và phần open. Thế thì new file để làm gì và open để làm gì? New file là giúp các bạn tạo ra được một file thiết kế mới. Tạo ra một file thiết kế mới, thiết kế mới. Đó Thiết kế mới là cái gì Ví dụ này Khi các bạn gặp những cái banner như thế này này Thì các bạn biết là đây được thiết kế ra gì Từ phần mềm Photoshop Thì khi các bạn có nhu cầu thiết kế được các cái ảnh như vậy Thì các bạn sẽ sử dụng tới cái nút là nút New File Đó Đây các bạn nắm qua cho mình nhá Khi các bạn muốn tạo ra được các cái thiết kế như thế này này Thì các bạn làm sao Các bạn sẽ sử dụng tới cái nút là nút New File giúp mình đấy thì đây chính là gì đây chính là các cái banner quảng cáo được tạo ra từ phần mềm Photoshop các bạn nhớ nhá khi các bạn muốn tạo ra được các cái ảnh như vậy thì các bạn sẽ sử dụng tới cái nút có tên là new file tiếp theo này là cái nút có tên là open open để làm gì open để mở các cái ảnh mà các bạn đã lưu ở trên máy tính ảnh này là ảnh gì ảnh này là ảnh các bạn chụp đấy ảnh chụp hoặc là các bạn ảnh tải xuống từ trên mạng đó thế thì khi nào các bạn muốn dùng cái nút open này là khi các bạn đây, đây. khi các bạn có các cái ảnh cưới này đó sau đó các bạn muốn chỉnh sửa các cái ảnh này hoặc các bạn có các cái bức ảnh chụp mà các bạn muốn chỉnh sửa các ảnh này thì các bạn sẽ sử dụng tới cái nút có tên là open để các bạn có thể đưa các cái ảnh đó vào trong phần mềm photoshop để các bạn chỉnh sửa nhá rồi bây giờ mình sẽ minh họa này mình mạng cho các bạn nhé Bấm vào new file này Các bạn thử bấm vào mình vào new file đi Đó Lập tức nó lên cho các bạn một cái bảng Để các bạn gì đây Thiết lập các cái thông số thiết kế Thì ở đây các bạn chưa cần quan tâm cái này vội Các bạn thử bấm giúp mình vào chữ create để tạo mới này Đó thì lập tức nó tạo ra cho các bạn một cái file trắng Trống Chưa có gì Để các bạn từ đó các bạn thiết kế được các cái ảnh nó như vậy Đây từ một file trắng các bạn sẽ làm ra được các cái sản phẩm như vậy bằng cái nút có tên là là new file nhá rồi sau đó các bạn sẽ x bỏ đi nhá x bỏ đi này tiếp theo này nút open là gì open là để các bạn mở các cái ảnh mà các bạn đã chụp ở trên máy tính bằng cách các bạn bấm vào open này sau đó các bạn chọn tới nơi mà các bạn đang lưu các cái ảnh đó ví dụ mình lưu ngoài màn hình này đó thì các bạn thấy này đây sẽ là ảnh mà các bạn đi đấy chụp được Ví dụ như các bạn muốn mở tới cái bức ảnh này thì các bạn sẽ chọn vào nó Sau đó các bạn bấm Open Thì lập tức cái ảnh đó sẽ được đưa vào trong cái phần mềm Photoshop Để chúng ta làm gì đây? Để chúng ta bắt đầu quá trình các bạn chỉnh sửa nhé Đó, đó là nút gì đấy? Nút New File và nút Open này Thì nó sẽ có x bỏ nhé các bạn thấy này Khi các bạn mở một cái bức ảnh thì nó sẽ có cái dấu x bỏ ở đây Nếu như các bạn muốn tắt đi thì các bạn sẽ bấm vào cái nút x bỏ này lập tức các bạn cũng sẽ quay trở lại cái giao diện này là giao diện gì nhỉ giao diện khởi động của phần mềm nhá khởi động của phần mềm nó sẽ có 3 phần này new file open và recon rồi tiếp theo mình sẽ nói cho các bạn về cái phần recon này recon là gì recon là nơi hiện cho các bạn các cái file hiện các cái file hay là các cái ảnh mà các bạn gì đấy mới mở gần đây mới mở gần đây đó, đây ví dụ này Các bạn vừa mở cảnh ảnh cưới đúng không Thì nó sẽ xuất hiện ở gần đây cho các bạn Để làm gì? Để trong trường hợp các bạn muốn truy cập nhanh Các cái file mà các bạn đã chỉnh sửa gần đây Thì các bạn sẽ sử dụng tới cái phần có tên là Recon nhé Thì trong này này, các bạn để ý nhé Nó sẽ có một số cái kiểu sắp xếp Ví dụ các bạn thấy nó đang hiển thị to đúng không Thì các bạn đang chọn vào phần này, này Ô vuông này Còn các bạn của các bạn nhé nếu mà hiển thị nhỏ hơn thì do các bạn đang thì đang chọn vào phần đấy các cái gạch đầu dòng đó nó sẽ có hai chế độ hiển thị nhá thì mình khuyên các bạn nên chọn vào cái ô vuông này này để cho nó hiển thị to các bạn sẽ nhìn rõ được cái file mà các bạn thì đấy đã mở gần đây rồi thế thì uh, bây giờ nó sẽ có một vấn đề là gì nhiều các bạn lại không muốn xuất hiện cái phần recen này các bạn muốn xóa nó khỏi hết đi ở cái giao diện của photoshop thì các bạn sẽ làm như thế nào thì các bạn sẽ vào giúp mình cái phần có tên là file này đó các bạn chọn open recon và các bạn chọn giúp mình cái cuối cùng là career recon file list để các bạn xóa đi toàn bộ các cái file này xóa đi toàn bộ các file này mình chọn nhá career này recon file list thì lập tức cái phần recon của các bạn sẽ mất đi trống rỗng đó thì lưu ý này khi các bạn xóa như vậy nhá thì có nghĩa là các bạn chỉ xóa nó ở trong phần recon thôi còn file gốc của các bạn sẽ không bị ảnh hưởng nhé nhớ này Recon này khi xóa thì các bạn chỉ xóa ở trong phần Recon thôi còn các cái file gốc của các bạn file gốc nhé sẽ không bị ảnh hưởng không bị ảnh hưởng đây bây giờ mình sẽ mở lại cảnh cưới này nó vẫn còn nhá Open này đó đây vẫn còn này đấy nó không bị mất đi đâu nhá các bạn chỉ xóa ở trong phần Recon thôi còn toàn bộ các cái file gốc của các bạn sẽ không bị ảnh hưởng nhá mình mở lại này đó thì mình tắt bỏ đi này thì lập tức nó lại vào cái phần đi cần cho các bạn đấy để làm gì nhỉ để hiển thị cho các bạn các cái file mà các bạn đã mở gần đây trong trường hợp nhiều quá các bạn muốn xóa đi thì các bạn sẽ vào file này các bạn chọn open recon và các bạn chọn cái cuối cùng clear là nó lại xóa đi cho các bạn cái phần đấy đó như vậy trong ngày này các bạn cần phải nhớ ở cái giao diện khởi động của photoshop thì các bạn cần quan tâm giúp mình tới ba cái phần muốn tạo ra được các cái ảnh như thế này này thì các bạn sẽ vào cái nút có tên là new file các bạn muốn mở các cái ảnh mà các bạn đã chụp thì các bạn sẽ vào cái phần có tên là open đó khi mở xong thì nó xuất hiện một cái phần là recon thì các bạn cũng hoàn toàn có thể xóa cái phần đó bằng cách các bạn vào file các bạn chọn gì đấy open recon và các bạn chọn clear đó thì đó sẽ là toàn bộ những kiến thức mà các bạn cần phải quan tâm tới cái phần gì đấy cái phần có tên là gì nhỉ giao diện khởi động nhá các bạn nhớ đây chỉ là cái giao diện khởi động của Photoshop thôi Giao diện khởi động của Photoshop Đó Thì mình sẽ cố gắng chia sẻ cho các bạn rất là kỹ Để các bạn đi đấy Không sợ nhé Nhiều bạn rất sợ sử dụng Photoshop Bởi vì các bạn thấy nó quá nhiều tính năng Thì mình sẽ cố gắng chia sẻ cho các bạn rất là kỹ Để các bạn có thể làm chủ được cái giao diện của phần mềm này Thì gặp bất kỳ tình huống nào các bạn cũng có thể tự xử lý được nhé Đó thì đó là kiến thức mà trong bài đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn